Chào chị Ngân nha. Dạ chào anh. Chào khán giả đi chị. Dạ chào tất cả khán giả. Dạ. Ngồi vậy được không? Dạ được. Công ty Housen đã gửi đến gia đình em. Trời đã chửi không biết nó đi. Nó học lớp mấy rồi? Học lớp mấy rồi? Này nhiêu đây? Dạ cái này chú. Dạ nó bị rút. Dạ. Rút phần đó thôi. Đây là nó bị rút luôn rồi nè. Nó dính nó rút luôn. À. Cái này cái ngón tay nó dính là luôn rồi. Không có cách nào để gửi ra ha. Cái đó cũng bị gì? Ờ con út nó bị gì luôn một bên ha. Tối giờ cũng phải sức thuốc ép nó rồi kìa. Mà tối mình đụng cái tay vô á là nó mềm nha. Còn nếu mà nó cứng á là phải sức thuốc và massage nó khoảng từ từ đó, nó rách. Nó rách rồi cái bữa đó là không biết làm sao đó mà. Rách ngay trong phần nách luôn. Dạ dở nó mạnh quá trời rách thì bé nó mới chạy ra nó ba ơi mẹ chảy máu quá trời ba ơi. Cái đoạn đường là từ Cần Giuộc em lên tới bệnh viện Chợ Rẫy rồi quay về. Thì em biết là có rớt thì bà con có nhận được thì cho em xin lại. Đem áo ra cho anh thay, đem đồ ra cho anh thay. Sao tao thấy em cầm để chọi. Tâm độ ở Mỹ gửi tặng chị ha. Phong Nguyễn xin kính chào quý khán giả mình Thuận Quân nha. Bữa nay thì Phong Nguyễn tiếp tục đi xuống thăm một cái hoàn cảnh anh Trung chị Ngân á, bị bỏng của anh chị. Thì bây giờ đang có mặt ở ngay Phà Phước Lợi. Thì xin mời quý khán giả mình Thuận Quân cùng đón xem nha. Bất ngờ xuống nhà anh Trung không biết có có gia đình ở nhà không đây. Lâu lắm rồi không xuống đây à. Mấy đứa nhỏ nó nhìn kìa. Phát hiện hay gì á? Không, không chưa biết đâu, không biết ai đâu. Nghĩ là người ta chạy rồi. Chào con gái. Chào chú Phong. Trời ơi, giữ người ta. Nhớ không? Nhớ cô là ai không? Ôi chết, bắt quả tang, quả tang. Quả nằm mới đưa toàn tang qua đây nè. Chú Phong quay quay thì em bắt tàu cầm. Ôi chào anh, chào cô. Trời ơi, nay làm giống ngon vậy. Chào chị Ngân nha. Dạ, chào anh. Chào khán giả đi chị. Dạ, chào tất cả khán giả. Dạ. Nội vậy được không? Dạ được. Trời ơi, nội ơi, nằm là... chưa gắn. Chạy cầm luôn, cầm được. Mai cho cầm luôn. Anh chào chú, quay xuống chú. Nhắc ghế cho con ngồi. Nhắc ghế cho con xuống ngồi con. Lâu lâu xuống hoài kỳ quá. Ghế đến không? Dạ được chị. Hôm nay nằm giống to ngon lành ha. Ghế đi chị. Dạ, dạ. Lấy cái thùng nước dưới chén kìa. Dạ. Nước dưới chén nữa. Hả? Tự hả? Hôm nay không có đi bán hả? Dạ em sáng mấy hôm nay là sáng em đi bán để dạ, bằng đồ đẹp trai dữ vậy. Em mới tắm mới bán về. Áo này cho em à. Áo này anh không mà chật lắm. Sáng rồi. Sáng em đi bán tới 1 giờ em về. À nay có vợ nữa, vợ bữa giờ chưa có xuống thăm chị Ngân á. Dạ. Chị em phụ nữ xuống phụ thị. Ê làm gì đỡ tay hả? Dạ đâu có đâu. À, đi vác bao ủa cái thùng dưới chén xuống. Dạ dạ. Nó có thùng chút xíu rồi nó vác ghê quá. Trời ơi. Này lớn dữ vậy trời. Thưa cô chú cho con. Nè hôm tay chào ông bà. Chào ông bà. Ừ. Đổ lấy khăn ra. Chị. Đây thùng nước dưới chén. Công ty Housen. Dạ. Tặng cho anh chị ha. Dạ. Rồi em cũng thông qua kênh của anh Phong cảm ơn công ty Housen đã gửi đến gia đình em nào hết báo. Thùng nước dưới chén. Dạ. Rồi, cảm ơn em ông vô. Housen nha. Đi vô. Đi. Ủa đây thùng gì nữa? Cái này thùng thuốc. Nước muối, nước tắm rồi. Chú khỏe chú? Khỏe. Dạ, vợ con. À, có gì ăn hả? Dạ. Ăn có dừa. Dừa. Em là dừa không anh ơi. Mấy bữa nay á. Ủa con gì trong đây? Dạ không, dừa em ướp lạnh á. Dừa ướp lạnh à? Dạ. Chắc chưa lạnh đâu. Ủa, đâu bốn trái hả? Dạ. Anh đang bán hả? Đâu có đâu, cái này là em lột ra uống. Uống hả trời? Dạ. Dừa này bán không nổi đâu anh Phong ơi. Mắc lắm hả? Dạ dừa này nếu mà đúng ở dưới Bến Tre thì anh có đi thường thì dừa này ở dưới nó tới là 125.000 một chục luôn. 125.000 dừa sim. À. Tại lên đây mình bán. Ủa bên ghế đâu anh? Dạ mẹ mới đây đi đâu rồi.
À, con gái đi đâu hả? Chú không, không này con... mẹ chị vợ đâu. Hả? Mẹ chị vợ đâu? Ba mẹ con đâu? Dạ, ba mẹ con đi... xuống. Mẹ con đi làm, còn ba con ở nhà, ba con cũng đi làm luôn. Nè, hôm bữa giờ có nhớ chú Phong không? Mấy ơi, lấy ba không? Nhớ thiệt không? Hùng miếng đi. Trời đã đi, chửi, Hùng miếng nó đi. Nó học lớp mấy rồi? Nay con học lớp mấy rồi? Dạ, con học lớp mẫu giáo. Trời hôm bữa lên lớp 7 mà. Tụi con học được từ từ. Làm miếng nước à, cảm ơn con nha. Dạ. Cưng quá. Mệt không nha? Trời ơi, đã vậy. Này nhiêu đây? Dạ, cái này chủ yếu là lên uống à. Cái này thấy húp ngon hơn uống húng húp à. Ngon quá em ơi. Sao trả được miếng vậy? Không có tháng nước nãy giờ về, nhưng may mắn dữ vậy. Tới cái được dịp uống nước dừa luôn. Dạ em thì không có chứ lúc nào cũng có nước dừa. Dạ em mời chị. Dạ. Bữa giờ anh ấy. Lấy cái uống húp nữa con ơi. Nè nè lấy anh húp anh đi. Rồi để này ngoài trời vợ lên màn ảnh. Dạ mời mà cô bé uống nước dừa. Nè lấy cái mic mới nghe chứ. Đây còn Phong, Phong Nguyễn húp luôn. Uống đi nghệ gì trời. Em đang uống nè. Uống đi rồi tác nghiệp. Chúc cho cô con đó dành vậy nha. Đạo quá. Cho được không? Cái con mua cho cô một cái nha. Hai cái luôn. Con có tiền không? À. Đặt theo ra. Xong phim rồi của ba anh chị ơi. Em ăn no mà. Lao đầu đi con, lao tóc đi, lao cho cô. Rồi xong rồi đó. Vừa đó là nếu anh Phong có đi Bến Tre thường là nó là sim Mã Lai loại nhất á. Phong vậy nè, nhìn con cháu của con nè. Sim Mã Lai đội nhất. Dạ. Nói chung là cái này là mua lên nhà mấy anh em lên có một quài thôi để cho vợ em uống. Lọt vợ dành. Cô vợ anh uống mà mình quất hết trơn bà bình rồi. Bình thường. Rồi xong phim. Hết thì mình kiếm tiếp. Em lúc này thì đi bán lại. Này bán đỡ là... không? Dạ cũng chậm tại vì cái đường bờ kè nó bị sập đó anh. Ủa bờ kè đây sập hả? Dạ. Sập mình, rồi. Mình còn đi qua được không? Không, nó phong tỏa luôn rồi nó không cho qua lại luôn. Trời ơi. Rồi nên hạn chế cái đường đi á. Thì chút tính ghé thăm cường chơi mà chắc không qua được hả ta? Dạ, cái đó anh phải đi đường vòng á. Đường vòng xa lắm hả? Đánh đường vòng vô ngã ba này, đánh đường vòng vô chắc về tới cầu 6 chắc cũng phải gần 6 cây số. Ôi, tính ghé thăm ổng mà giờ sạc rồi thua rồi. Lại hỏi thăm chỉ đi em. Rồi. Cũng 2 giờ đó. Rồi. Để không? Chỉ ngồi kìa. Trời, chị khửa gì á? Chị khửa gì vậy? Nhảy quanh kia, nhảy quanh kia luôn. Chừng đứt giỏng á. Nhảy qua luôn. Dạ hôm nay chị ăn uống sao rồi? Xin phép chị ha. Dạ, ăn uống cũng bình thường chị. Dạ. Chị ngồi đây nha. Dạ được. Dạ, chị ngồi đây đi. Rồi chị em phụ nữ nói chuyện đi. Nói chung ăn uống cũng bình thường mỗi ngày. Dạ. Mẹ nấu cơm nó gì, ăn cơm. Dạ. Cái tay này của chị nó nhúc lại luôn hả? Dạ, nó bị nhúc. Dạ. Chị dung hay gì vậy? Có, tại nó nhúc là nó vậy, em tập dạ. Tập cho nó thẳng thẳng nha. Dạ. Nói chung là nay em ổn mà có điều cái tay này thì nó nhúc lại, chưa có làm được cái gì hết trơn. Dạ. Thôi chị cũng dán cố gắng lên. Thì cố gắng tập luyện thì dạ. Nên rút thì tập luyện theo rút rồi tập luyện làm từ từ này kia. Dạ. Hello chú Phong, con hỏi chú Phong nè. Nữ. Trời anh Út. Đi theo. Bà con ở trận vậy mà ở nhà vậy con nói đi làm. Này lâu rồi xuống bé này nó nhìn nó chắc nó lên ký nè đó. Bé này cưng quá vậy đừng nói. Nãy đòn mua em cho em con đó nữa đi. Gì nói gì nữa kìa, dọn tự nhiên ai dọn đây dọn không trời. Thì nãy em hỏi vậy rồi.
Hổ dâu rồi đó hả? Chú Phong ơi, ăn đá bào kim không? Rồi. Con có tiền không? Dạ có. Tiền con đâu? Bao đi, bao tiền đi. Con mẹ cha lấy đi làm. Ủa mà con nhà làm gì có tiền? Ừ, thì đặt con heo con đó. Vậy hả? Dạ. Cưng quá trời. Nay dì bảy chị hai con kêu đặt con heo lấy tiền mua sữa cho con. À, nay con nhiêu ký rồi? Dạ, con 4 ký rồi. Nhiêu? 4 ký. Con hả? Con qua chục ký rồi. Hơn con của chú Phong luôn rồi đó. Con chú Phong có 14 ký à? Đâu có, con là mẹ. Con là cục vàng của mẹ con. Xạo quá đi. Chứ không phải cục vàng của bà. Dạ, ba. Anh Út. Dạ. Lâu quá mới xuống. Dạ. Ủa ba em mới dự đi đâu vậy ba? Lẽ sự ghê không? Ba còn móc con chuột cho em đúng không? À. Con chuột nữa hả? Móc con chuột. Con còn con chuột trên lỗ tai con à. Gì quay cái mặt trời ơi. Thôi ba, anh mời nhau vào. Đừng có quay con. Nhà nó sao ngồi xa cấp quá. Ngồi xa đây ha. Ghế bự dữ trời. Ngồi kế bên lấy hơi. Thì sao sức khỏe này sao chị? Dạ cũng ổn ha. Ừ. Nó lột liên tục á chị. Em quay mấy cái chân của chị nè. Sát không? Cái này nó khô mà nó ủa cái này là nó chuẩn bị bóc chốc ra hay sao? Dạ không, cái này là nó vậy luôn hả? Nó vậy luôn á, nó bị sẹo lồi. Sẹo lồi á. Dạ. Rồi bây giờ đó là mình dùng lên em. Mình xức thuốc xong cái bắt đầu là mình vé băng thông mình bó lại, ép thì nó xuống được bao nhiêu thì nó xuống. Dạ giống như nó ấy cho nó ấy giống như mấy cái kia. Dạ. À, để ẩn ha. Dạ. À, để chị dạ. Nghỉ ngơi đi. Chị liều máy chị thôi. Xuống về thấy ổn cũng mừng. Ok. Mấy ngày nay thì em thấy cũng tạm ổn. Thì em mới nói thôi giờ em ráng ở nhà. Sáng có mẹ chăm. Mẹ cho ăn. Một khỏe khỏe dẫn ra ngoài ngồi đếm tiền. Chồng bán dừa, vợ ngồi đếm tiền. Em ra em bán rồi tới 1 giờ em về. Về tắm rửa, vệ sinh, vết thương rồi này kia cũng mới vừa xong á. Cái này cái ngón tay này nó chưa chỉ nó không có tấp ra được hả? Nó bị dính luôn đây nè. À. Nó bị rút luôn rồi. Đó, nhưng mà bây giờ là mình cố gắng mình nó ra phần nào mình đỡ phần đó thôi. Đây là nó bị rút luôn rồi nè. Nó dính nó rút luôn. À. Cái này cái ngón tay nó dính là luôn rồi. Không có cách nào để gỡ ra ha. Cái đó thì giờ phải đợi 6 tháng sau để mà đi tái khám rồi xét nghiệm lại coi như thế nào rồi bác sĩ mới hướng dẫn thêm mình cái cách để mà mình xử lý hắc phục về sau nữa. Nên bên này còn ngứa ngáy rồi còn dữ không chị Ngân? Còn nói chung là cái này cũng nặng của em. Cái đó là cái bóng nước nó vỡ rồi đó. Vỡ cái bóng nước là hút dịch xong rồi nó vỡ nó sẽ như thế này nè. À. Rồi bắt đầu là mình tắm rửa sạch sẽ xong rồi là đợi cho nó khô ráo hết. Bắt đầu mình mới dậy những cái lớp đó lên. À. Rồi mình gấp ra rồi mình bôi thuốc đó lên nữa. Thì đó là cái quá trình là quá trình của bóng nước. Đó. Mình hút ra là nó sẽ bị từ từ nó sẽ dở giống như này là quay qua em cho anh Phong ảnh quay nè em. Đó, nó sẽ khô lại như thế này. Bắt đầu nó sẽ nứt ra. Nó khô rồi nó nứt giống như mài của mình vậy đó. Chứ cái này chị ngứa dữ lắm. Dạ. Ngứa lắm chứ. Bỏng quá trời bỏng. Anh hai đỡ nhiều. Thấy cái chân nó phù lên trời ơi, mang dép vô cũng đỡ đời. À, tối không? Dạ. Nó ngốt thì nó cũng bị giật. Ờ. Mình gửi cái dép ra cho anh Thằng coi. Ngốt cũng bị gì? Ờ, ngốt nó bị gì qua một bên ha. Tối giờ cũng phải xức thuốc ép nó rồi kẹp nó lại. Dạ. Phần tay bên đây thì nó còn nguyên ha chị? Nó vẫn bị cái ngốt. Ờ, cũng bị ngốt nữa. Dạ. Dút lại nó dính luôn. Nó mình bây giờ đó là hôm nay tập rồi kéo giãn thì nó ra được.
con kéo thì là nó ra được, nó ra được ít, nhưng mà nó cũng phải có cái thời gian để mà từ từ mình quen. Những cái vết này đó, hiện tại giờ anh Phong quay ở đây thấy nó nhăn nhăn đây nè anh Phong. Đó mà tối mình đụng cái tay vô là nó mềm nha, còn nếu mà nó cứng á là phải sức thuốc và massage nó khoảng 15 phút để cho nó giãn những cái chỗ này, còn không thôi nó sẽ bị rút luôn. Ở đây là cũng bị rút nữa hả? Dạ đúng rồi. Đụng vô đau không chị? Không hả? Đó, hôm nay là đụng về là nó đã mềm rồi, hồi hổm là nó gò lên mà nó cứng luôn. Sức thuốc. Dạ, sức thuốc xong rồi là bắt cử động, rồi mình massage những cái vết thương chỗ này. Đó là bên đây thì nay là bữa anh Phong xuống là nó gò lên nhiều. Giống như bên đây hôm nay là nó đã liền vẹt, nó đỡ rồi nè. Đó. Nhưng mà nó mềm nè, nó mềm hơn bên đó rất là nhiều luôn. Mình động vô nó mềm nhiều lắm. À, chào bác. Dạ. Vợ con xuống chơi. Chị ngồi ghế đi con. Ngồi đi em, hồi sát chỉ kìa. Leo lên võng ngồi luôn đi. Ngồi với em, ngồi lên. Kẹo. Được, được rồi con. Dạ, nãy con mới uống vừa rồi con. Rồi, nhí nhảnh đi trời. Đi theo chú ông ngoài vậy. Chúc chở đi, về chở anh chơi luôn nha. Chịu không? Dạ, con muốn ở mẹ không? Mỗi lần rút dịch là mệt mỏi luôn. Đó nè, như cái này là rút dịch ra nè. Cái này nè, ngay chỗ này là rút dịch ra. Xong rồi nó xẹp xuống. Nó xẹp xuống nó khô, bắt đầu là nó sẽ kéo cái lớp da đó. Nó đi qua một cái chỗ nào đó. Rồi nó sẽ đỏ như vậy. Bắt đầu nó tái tạo lại. Bởi vì bỗng thời gian điều trị nó lâu quá. Vừa lâu mà phải vừa mà kỹ lắm nữa. Có cái kém rất là nhiều. Con ăn gì hết quýnh cậu, con muốn gặp bạn con. Bạn có trong cậu tượng đó. Dạ, nói chung là dày cũng hạnh phúc lắm rồi. Tóc này dày ra từ từ. Giữ được cái mạng sống quay về với gia đình là đối với em nó quá hạnh phúc. Nói gì chỉ thêm không kìa. Đây ngó xuống đây ngó cười không trời. Hết nó nổi luôn. Những cái phần đó là những phần nó đang tái tạo á chị. Tái tạo dạ. Đang tái tạo da. Thì bác sĩ cũng có thông báo rõ luôn là cái phần mà dạ. Nó tới 2 năm. Cái 2 năm nữa. Cái thời gian mà tái tạo này nó tới 2 năm. 2 năm quá trời lâu. Và trong vòng 2 năm đó nếu mà anh có liền lạc đi chăng nữa anh cũng phải tập. Còn nếu anh không tập mà một khi cơ nó cứng rồi nó vẫn co rút như bình thường. Rồi, nguy hiểm quá ha. Dạ nè, dở cái tay lên cho anh Phong ảnh coi. Trời ơi, cái nó, ngay cái nắp kìa. Cái nắp lên sao vậy? Dạ tập quá anh. Không phải, cái này là nó dính lại. Rồi em nói là thôi gắng cố gắng mà tập. Thì tập dở lên từ từ nó rách. Nó rách rồi cái bữa đó là không biết làm sao đó mà. Rách ngay cái phần nách luôn. Dở nó mạnh quá trời rách thì bé nó mới chạy ra nó ba ơi mẹ chảy máu quá trời ba ơi. Trời thì ơi. Em đâu biết gì đâu, em chạy vô em thấy máu không à. Rồi bắt đầu là em phải đeo bao tay vô em xử lý em đuổi ra ngoài hết. Chiều quá. Hay dở lên mạnh quá mà cũng không được nữa nè. Dở lên thôi chị, dở lên từ từ. Con heo đó. Nó lành rồi đó. Nó lành rồi hả? Nó vậy là đỡ rồi đó. À trời. Ngay chỗ đó giờ là em không dám sử dụng thuốc luôn. Nó sẽ không có dở lên được nữa. Nó sẽ dính luôn. Nhưng một mình giờ mình phải làm, mình tập. Thì bác sĩ cũng có báo trước rồi. Là bây giờ thì cố gắng hết sức có thể. Có rách da là cũng phải là tập. Chứ mình không cố gắng thì cũng không có được cái gì hết. Dạ, nó giờ nó mỏng quá. Dạ. Này có hồi phục cũng quay từ từ. Dạ. 2 năm rồi, trong vòng 2 năm. Trong vòng 2 năm á chị. Giờ chị ngứa rồi. Ngứa dữ lắm. Bữa đó làm em mặt mày muốn xanh luôn. Đang ngồi ở ngoài, con chạy ra nó ba ơi. Mẹ hai chảy máu quá trời, vô lại bơm bông chích. Lấy nước muối rửa vết thương đồ này kia là em cầm máu. Mà em nói là tay chân em nó rung gì không.
cầm lên là tay chân run, không làm cũng không kêu được. Nên bữa giờ anh buôn bán rồi đỡ không? Dạ cũng được anh, cũng chậm. Nói chung là buôn bán này ai cũng vậy, nhưng mà mình anh em công nhân anh thất nghiệp đâu, thất nghiệp quá trời luôn. Dạ. Bữa sa thải mười mấy ngàn công nhân á. Dạ, ở đâu cũng khó khăn hết. Thì phải chỉ cái đoạn đường thì nó thuận tiện thì mình còn đỡ. Ừ. Đoạn đường giờ nó cũng không có thuận tiện. Bởi con sức khỏe là quý, không có đuối luôn á. Bệnh gì cái cũng mệt nữa. Giờ chị cũng nhắn rồi. Hôm nay hai vợ chồng còn ngủ trong buồng không hay là dọn về đây rồi? Dạ cũng còn anh. Ở trong phòng hoài có mình buồn. Ngồi đây mà có gì mà ngồi ăn nữa đã không? Ra đây nhìn đi qua đi lại thì nói chuyện hàng xóm nó lại để chơi nói chuyện rồi cũng đỡ buồn khuây khỏa. Nằm trong phòng hoài nó cũng ngột ngạt. Hôm nay có ai hỏi thăm chị tới đây vô thăm không? Dạ cũng có. Ba mẹ chị có qua không? Dạ mẹ, còn cái chân mẹ chưa có lành, nó nói gì sao vết thương của anh nay cũng chưa lành nữa nên không có lên. Chừng nào ông chồng dẫn đi chồng răng? Chưa biết nữa. Anh cũng chị mẹ luôn nữa. Dạ. Ôi, ăn cây cà lem đó. Cà lem mấy đứa nhỏ nói đó, cây kem chuối phải không? Dạ. Họ kem chuối gì cứng dữ vậy. Hai chồng không có nhà cửa, không có ruộng đất gì hết trơn á. Thì nhầm khi cô bác xem á, giờ không có biết được câu chuyện rồi nói sao Phong Nguyễn mà nhà cửa ngon lành quá mà ghi hình. Cái cuộc đâu có đâu cô chú anh chị. Mới đây thêm cái nữa. Mất vụ gì nữa? Xe nữa. Làm gì mất giấy tờ xe? Em chở đồ không biết sao rớt sao mất, em cũng không biết luôn. Rồi làm lại chưa? Giấy tờ xe thì hai chiếc xe khác. Hai chiếc xe của em không phải chính chủ. Em đi báo rồi mà cũng đâu có làm lại giấy tờ được. Ờ, giống như xe đó có giấy tờ nhưng mà tên là tên người khác đúng không? Dạ. Rồi bảo hiểm đồ cũng mất, em chạy qua làm lại được cái bảo hiểm rồi. Rồi mất bằng lái rồi này kia. Em có đăng thì cái đoạn đường là từ ở Cần Giuộc em lên tới Bệnh viện Chợ Rẫy rồi quay về. Ờ. Thì em biết là có rớt thì bà con có nhận được thì cho em xin lại. Thì em có đăng. À, có đăng ha. Dạ. Cái tên là tên cũng chung ha. Dạ. Nhưng mà tên trong giấy tờ nhầm kia nó không biết á. Tên trong giấy tờ thì không biết, nhưng mà ở đây sẵn nhà kênh của anh Phong thì em cũng xin thông báo luôn là tên thì có thể là em không có nhớ được cái, tại vì không, mình không phải chính chủ. Nhưng mà cái biển số xe thì 51R19761 là chiếc Dream. Rồi một chiếc là AT, chiếc xe đen đó đó anh Phong. Chiếc xe Lắc này đúng không? AT. Attila. Dạ. Attila 08101 71B1. Ờ, để quay biển số ha. Dạ. Đây cái xe mà mất giấy tờ đây cô chú anh chị. Máy xuống anh. Ờ, máy xuống anh. Dạ, cái bằng một cái bằng lái mang tên của em là Trương Thành Trung. Ừ, có bằng lái là tên Trung thôi chứ dạ. Còn mấy cái kia thì không có biết được. Dạ. Tại vì nếu mà có cái hình anh á thì chắc chắn cô bác xem rất là đông. Em nghĩ là biết dạ. Được, còn cái này nó không có chính chủ, nó tên khác nữa. Dạ. Nhưng mà nếu mà nhớ trong cái bếp đó thì ai được. Anh có bỏ tiền nhiều không? Dạ thì có mà ít anh. Cũng ít. Tại vì nói chung là cũng không có nhiều để mà em bỏ. Tại vì thật sự ra là nếu mà có rớt chắc rớt ở trên cái đoạn đường về. Tại vì em trả tiền thuốc men đồ này kia xong hết rồi là mới đi về. Dớt nguyên cái bóp luôn. Dạ. Trời ơi. Mà em cũng không biết là dớt lúc nào nó về, mệt quá rồi nằm. Tới hồi tối thì vợ em nói là anh ơi lấy ba hai giấy tờ đó anh dọn vô cái hồ sơ đi. Để cái đó anh và anh hay quên lắm. Rồi bỏ vô đó đi, sau này thí dụ có đi tái khám gì đó có giấy tờ nằm trong đó. Rồi quay lại nó cha em ơi cái bóp đâu mất tiêu rồi, lúc đó mới biết mình mất chứ không biết mình mất lúc nào. Trời ơi xui dữ vậy. Cũng hên với tiền bạc thì không có quan trọng nhiều nhưng mà giấy tờ á, giấy tờ nó quan trọng lắm. Thì em có vô cơ quan công an xã, em cũng có trình báo là em mất. Thì mấy anh mới nói là bây giờ xe thì em cứ việc em đi. Thì báo mất thì mấy anh chỉ chứng nhận là em báo mất thôi. Chứ giờ là xe em không chính chủ thì cũng không có làm gì được. À. Rồi phải xui quá ha. Dạ, cái bằng lái xe nha, phải làm lại.
Dạ, bằng lái thì có anh Tân ảnh hướng dẫn là lúc mà em thi ở đâu á thì em quay về ở đó để mà thông báo với người ta để coi người ta có cấp lại được hay không. À, thì còn có giấy tờ gì quan trọng nữa không? Dạ không. Chỉ có mấy cái bằng lái xe, ủa mấy cái giấy tờ xe thôi đúng không? Dạ, giấy tờ xe, bảo hiểm em đã làm lại rồi. À, nói chung thì cái đó thì bây không chính chủ nhưng mà có xác nhận giờ thì nói dạ. Chung cũng mấy chiếc xe này bây giờ có mấy triệu à. Dạ. Không sao, không đánh đổi đâu. Cứ nếu mình thông báo vậy rồi thì cũng ta cũng dễ. Thế lại cũng nhờ anh Phong chia sẻ hình ảnh hôm nay thì em mới đi qua em làm lại cái giấy bảo hiểm á. Thì ở bên đó cô chú ở bên đó cũng biết. À. Rồi làm là coi như là lấy liền luôn. Chứ không có đại việc. Nó là nhờ làm để lấy liền để đem về, nhiều khi có cần sử dụng thì có sử dụng. Khỏi cần phải xác minh dạ. Đủ thứ ha. Cũng tiện, có lợi quá. Nhưng mà giờ giấy tờ đó bây giờ cũng giống như là cô bác xem á, nếu mà có lụm được á thì cũng liên hệ giúp cho Phong, nhắn tin giúp cho Phong thì Phong sẽ trả lời. Chứ bây giờ giấy tờ đó cũng không biết rồi. Anh tính ra mất bao lâu rồi? Ra mất hôm nay chắc cũng 6-7 ngày. Mới 6-7 ngày thôi? Tuần. À, cũng một tuần lễ ha. Em đi lấy thuốc. Em lấy thuốc xả xui chưa? Có cúng gì chưa? Anh không thấy em mới đi cắt tóc xả xui. Cắt tóc xả xui đó hả? Thôi cẩn thận tí ha. Dạ, thì nói chung bữa đó thì em cũng đuối à. Em chở đồ nhiều nên không có kìa, nhiều khi mình ngồi á túi sau nó trời rồi á mình không có để ý được. Thì nước muối rồi băng gạc rồi thuốc em chở chiếc xe này giống như là chiếc xe bò thồ. Xe ông đau mà chở ghê hề luôn. Dạ. Nhiều khi chị Yến Bùi á tới nay vẫn còn liên lạc với em. Ờ nay còn liên hệ à? Dạ. Trời chị dễ thương quá. Chị á lên á nhiều khi chị mua đồ ăn chị gửi về cho gia đình. Thì chị thấy em chở đó trời, chung em chở gì đâu mà xe này em chở riết mà chị cũng thấy em giống như chiếc xe thồ luôn vậy trời, chở quá trời chở. Hình như thấy bữa nay là có da có thịt hơn chút nè. Dạ. Đỡ hơn chút á. Bữa đâu xuống mà giống như gió thổi muốn bay luôn à. Bị la quá tối ngủ sớm rồi này. Đúng rồi, ngủ sớm rồi. Anh mới ngủ sớm rồi đó, anh đi làm sớm. Có sức khỏe mới làm được chứ đâu phải mà cài. Không phải anh ơi, tại cái áo này nhỏ xíu à. Không. Cái áo này là lúc hồi mà em chưa bệnh á, là ảnh mặc hơi bị chật. Còn bây giờ là ảnh mặc vừa khít luôn, là còn hơi rộng rộng nữa là ảnh còn ốm. Còn áo này thấy đẹp trai nè. Em giờ thì nói chung là bữa mất cái tà thì cũng mong muốn mất á, thì mình cũng mong muốn lấy lại lắm. Nhưng mà thật sự cái trong mong trong cái mất cái tà đó là chỉ làm lại được cái bảo hiểm cho vợ em. À. Bạn thí dụ mà có cái chuyện gì mình cần thiết tới á. Đỡ hả? Nó đỡ cho mình rất là nhiều. Thì em cũng làm được rồi thì em cũng nói thôi vợ ơi giờ tới đâu hay tới đó đi mất là cũng đã mất rồi. À. Nhưng mà bảo hiểm của em thì giờ cũng nhờ anh em làm lại được rồi thì thôi việc cũng quá mừng rồi. Có nước đây nè cô. Rồi cô. Hôm bữa giờ cô khỏe không? Dạ. Rồi em và cô bỏ bị cũng bị tim lum hết trơn. Mới là mệt hồi chưa. Mới là mệt nữa. Tim nó hay. Nhà toàn người bệnh tật không à. Mấy chỗ này đừng gỡ nữa nha, gỡ nữa chảy máu nữa nha. Ngày hôm nay khỏe rồi có xử lý ổng chưa? Chị á sáng 5 giờ sáng à em trốn mất tiêu rồi xử em đâu kịp đâu. Chưa kịp xử à? Vậy tranh thủ tối phải xử trước. Tối là em tắm rửa vệ sinh vết thương tiếp lần 2 xong rồi bôi thuốc xong rồi kẹp những cái ngón tay này ra rồi em nhăn mùng lên là bắt đầu là ngủ rồi. À là lúc này là anh vẫn còn tắm rửa cho chị. Dạ. Chứ chưa tắm được mình. Dạ, tự tắm rửa ha. Tất cả vấn đề vệ sinh thì vẫn còn em hết. Nên dạ. Cũng chưa có bán được lâu. Thì bán tới tầm 1 giờ. Dạ, bữa hay. Giờ chỉ đếm tiền được chưa? Vô. Chưa. Chưa em chưa dám cho. Ừ, quy phẫn rồi, để từ từ đi.
Có về hỏi em, nói chung là cũng lo lắng lắm, mà gọi ra hỏi anh bán được không thì nó cũng chậm, em mà bán cũng được. Về mà muốn chừng nào khỏe là chắc chắn, em nghĩ là chắc chắn là chị Ngân ra ngồi với anh á bán đắt lắm, tại vì nhiều cô bác thương lắm. Thiệt chứ, nói ở đây nhiều khi gì không có khóc nha. Ba ngày đó em bán á thì chưa, vợ em thì dở cơm cho em. Anh khóc chút chỉ khóc nữa. Ba ngày nay em bán ăn cơm ở ngoài, cũng hơn mẹ hỏi có dở cơm nó thôi, cũng bán tới một giờ cũng về rồi. Một giờ cũng về rồi thôi, mẹ khỏi dở cơm mà ngồi ăn nhớ nhiều cái. Thôi cố gắng ha. Dạ. Ừ. Đây cuộc sống mà đâu ai cũng có những cái nỗi buồn rất là nhiều, nhưng cố gắng vượt qua thôi. Em cũng cố gắng hết sức, nhưng mà cũng lấy từ đó mà làm cái động lực cho vợ em. Em ăn cơm em cũng gọi về, nó nói anh đang ăn cơm nè, em yên tâm đi, em ráng khỏe đi dở cơm cho anh. Làm sao ông khóc kìa? Nói cho ông kìa. Hai vợ chồng nói tới là xúc động nữa, thấy chưa? Nói cho để ông khóc tội quá, ông quá chị Ngân. Nó giờ anh cũng muốn khóc thì anh khóc cho đã, thì giờ anh nín anh làm chứ vợ biết nói gì nữa. Cả cuộc đời có duyên mới là vợ chồng đúng không anh Trung? Dạ. Yeah. Chứ giờ không có duyên mà người ở nước này với người nước kia hoặc là sát bên nhà cũng không có mà kết hợp được nữa. Dạ. Này là duyên từ đời nào kiếp nào rồi đó. Hả chị Ngân? Dạ. Nhiều khi ngồi nhớ ngồi đâu bán rồi nhớ tới giờ vợ dở cơm ra, rồi tới giờ vợ chạy tới chạy lui, nhiều cái để mà nhớ lắm, nhưng mà em cũng cố gắng thôi. Ngay những lúc chị bên cạnh rồi chị dở cơm cho anh ăn ha. Dạ. Bán nhiều khi trời mưa thì cái ngoài trong cái chòi thì em chỉ che lên cái bạt cái máy thôi, mưa thì nó cũng tạt ướt. Mỗi lần mưa cái là gọi ra em, anh ơi có ướt không, đem áo ra cho anh thay, đem đồ ra cho anh thay. Dạ em không mong gì hết. Dạ em cố gắng lên mau sớm bình phục. Không không đó nha. Dạ. Em ráng, em cố gắng đi rồi em giả cơm lại cho anh. Trời ơi, ông nội này vừa khóc vừa cười. Giải cơm cho anh ăn đồ này kia, rồi trời mưa đồ này kia. Kẹo vô ông cười quá anh chị ơi, chứ không em chết luôn. Đem áo rồi cho anh thay, thì mấy bữa nay anh đi bán thì cũng có mấy cô, mấy chú cũng ghé ủng hộ, cũng thương, cũng hỏi thăm sức khỏe em, là nói hôm nay em cũng đi đứng được, coi bên kênh của anh Phong á, thì mấy cô mấy chú cũng rất là mừng, thì em cũng phải cố gắng hơn nữa. Ừ. Thì em cũng biết tình cảm của anh Trung dành chị Ngân với biết như thế nào mà chắc cô bác ai cũng biết. Em cũng cố gắng là giống như nói cho anh qua cái nỗi buồn trong lúc đó thôi. Dạ. Cái cảm xúc nhiều quá trong cái lúc bệnh tật này cũng mất công quá. Dạ. Ừ. Rồi có nước uống nữa rồi. Mới làm chai dừa bây giờ làm thêm chai xịt tin nữa. Anh rồi, bé tắm nữa kìa. Nó chưa vừa quá trời, nó mới đồ đẹp lên rồi đó. Cha nó mới tắm, nó ngoài. À, nút ngoài, hôm nay làm đỡ rồi nút. Thế
tháng 5 giờ hai anh em đi hết mẹ vậy? Sáng 5 giờ cái hai anh em đi chợ, anh chợ xuống dưới em chợ vô chợ em bán. À. Cũng bữa này bữa kia. Với lại bây giờ cái đường ở dưới đang làm lại nên bán cũng vắng lắm. Không như trước nữa. Tại đoạn đường bị chặn hết một phút rồi. Dạ. Chú Phong ơi. Trời ơi, chị vụ gì nữa? Này này chú Phong, ông có đi đâu không chứ con đi nữa. Thôi, đồ đi nữa kìa. Đi đâu bà? Đi cầu tuột. Đi cầu tuột. Đi cầu tuột á. Đi cầu tuột. Thôi gắng cố gắng anh Út ơi, hôm nay tình hình chung ha. Dạ. Ừ. Chúc anh gia đình nhiều sức khỏe ha. Anh cảm ơn. Thế vợ đi làm suốt mà tới tối tăng ca hay gì anh? Dạ tới chiều về 5 giờ. Ừ. 5 giờ về tới đây rồi. Uống nước đi giờ hỏi tiếp. Xì tin. Hôm bữa không biết là cô bác nào biết sở thích xì tin mà lên nói đúng trời. Chắc là có đi chung nhóm hay gì. Tiền gì đó. Đi chọn chơi đi. Đi chơi đi con. Đi rồi. Thôi giờ thì mọi chuyện tới đâu hay tới đó, em thì giờ em ráng cố gắng hơn nữa đi, phải cố gắng hơn thật là nhiều. Giờ là em đặt cái mục tiêu ban đầu nó đã em đi đứng được, nó đã ổn rồi đó. Mục tiêu thứ hai á là em đặt ở đây là tự chăm sóc vệ sinh bản thân mình được đó, là cái mục tiêu của em là tiếp theo nữa. Rồi em tự vệ sinh được rồi em mới đặt được cái mục tiêu nữa là em mới đi dở cơm cho anh đâu này kia được nữa. Thì cái gì mình cũng phải từng bước hết chứ giờ nóng dội nó cũng không được gì. Nói chung là cái cảm xúc ngồi ở đó buồn ở đó nó cũng tới đâu hay tới đó chứ giờ anh cũng không biết làm sao, tại vì cảm xúc nó ùa về thì mình cũng không có cản kịp với nó nữa, không có kìm được. Nhưng mà ở đây thì anh muốn em là phải cố gắng hơn rất là nhiều. Thứ nhất là mạng sống của em bây giờ cũng đã ổn định được, anh Phong truyền tải được tất cả cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ để mà cứu lấy cái mạng sống của em về. Thì giờ em phải biết là trân trọng và em cố gắng hơn nữa, em đáp ơn lại những lời nói cảm ơn. Tại vì em nói là cảm ơn rất là nhiều rồi thì cái sức khỏe em càng tốt, em càng có tiến triển tốt, thì lúc đó là những cô chú Mạnh Thường Quân cũng giống như là anh Phong và chị ở đây đến mà thấy em được mạnh khỏe như vậy thì có thể là rất là mừng. Thì như lúc trước em đã nói thì cảm ơn, em cũng cảm ơn nhiều. Hiện giờ em chỉ biết cố gắng để em hồi phục thôi chứ, để thay lời nói cảm ơn thôi chứ giờ em cũng không nói gì nữa. Hiện giờ cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi thôi vậy thôi được rồi ha. À. Thấy hai chồng vậy dễ thương quá, hạnh phúc quá. Thôi để thay mặt cô tâm độ gửi cho tiền uống sữa ha. Để xin phép cô tâm độ đi. Này để xin phép cô tâm độ gửi tặng cho anh chị Ngân ở đây 1 triệu ha, cho chị mua sữa tẩm bổ uống. Đây là của cô tâm độ ở Mỹ gửi tặng chị ha. Cảm ơn cô ạ. Cô tâm độ ha chị. Dạ. Con cảm ơn cô tâm độ. Rồi anh Trung cảm ơn cô luôn đi anh. Dạ, con cảm ơn cô tâm độ đã gửi cho vợ chồng con một số tiền nhà anh Phong chuyển tới để mà trang trải cái phần nào trong cái cuộc sống. Cảm ơn cô rất là nhiều. Cô tâm độ gửi uống sữa tẩm bổ. Có tinh thần tốt hơn. Đừng nên buồn, đừng nên khóc nữa. Chị cố gắng lên. Cố gắng lên nhiều nha. Dạ, cố gắng. Nào đi chồng răng đây. Anh cứ hỏi chị khi nào chồng răng. Chừng nào em chồng răng là anh xuống quay nữa là được. Rồi thôi thì bữa nay xuống đây thì cũng có những cái cảm xúc của gia đình. Thì trong gia đình có những người bệnh tật á, thì cái giống như cái tình cảm nó khó nói nhiều lắm. Thì hồi giờ thì chắc cũng đã khá là lâu rồi.
trò chuyện lâu rồi của ba anh chị, chắc Phong Nguyễn cũng khép chương trình luôn. Trước nhất thì Phong Nguyễn cũng cảm ơn cô Tâm Độ và công ty Hao Sen đã tặng một cái thùng nước giữ chén, chúc cho công ty luôn phát triển thành công, thành đạt nhiều hơn và cùng đồng hành với kênh Phong Nguyễn. Và bên cạnh đó là chúc tất cả quý ông bà cô bác mạnh quân, quý khán giả luôn tràn ngập niềm vui, tràn đầy hạnh phúc, và cho chị Ngân với anh chị Ngân với anh Trung ở đây luôn có sức khỏe tốt nhất để còn đi buôn bán, rồi chị Ngân còn có sức khỏe mà để lo chăm nom mấy đứa nhỏ, rồi phụ chồng mà để kiếm từng cái miếng ăn chén cơm manh áo trong cuộc sống nữa. Thì bây giờ chào cô chú anh chị nha, hẹn ông bà cô bác đoàn video tiếp theo luôn nha. Rồi chào cô chú anh chị.